biên giới xa xôi nhất của Tổ quốc, bóng hình của những người thầy, người cô đang ngày ngày cõng từng con chữ linh đinh, đem ánh sáng về với bản làng, đem yêu thương trao cho từng đứa trẻ. Năm tháng thoi đưa, tuổi thanh xuân của họ đã về lại nơi ấy, dù mái tóc đã điểm bạc, dù đôi mắt không còn sáng rõ, nhưng họ vẫn mãi là những bông hoa núi rừng thơm ngát, là những người thắp lửa, thắp lên ánh sáng như bản làng. Con đào mộc mái đầu xưa mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, khúc sông ấy vẫn còn đây, cô đưa tiếp những đỏ đầy qua sông.